Ủy ban dân tộc mới ban hành quyết định 497 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh tên huyện, xã, thôn, ấp đặc biệt khó khăn, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2024. Theo đó, Ủy ban dân tộc đã phê duyệt danh sách gồm 1.336 thôn, ấp điều chỉnh bổ sung thuộc vùng đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy ban dân tộc phê duyệt 755 thôn, ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của 460 xã, 41 tỉnh, thành phố. Như vậy, quyết định số 497 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban dân tộc giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bạc Liêu có 36 ấp thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cụ thể, huyện Hòa Bình có 5 ấp gồm ấp Ninh Lợi, ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, ấp Vĩnh Tân, ấp Tân Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, ấp Bình Minh, xã Vĩnh Mỹ B. Huyện Phước Long có 7 ấp gồm ấp Vĩnh Lộc, ấp Vĩnh Phú B, xã Vĩnh Phú Đông, ấp Bình Túc B, ấp Bình Lễ, ấp Bình Bảo, xã Vĩnh Phú Tây, ấp Long Đức, thị trấn Phước Long, ấp Bình Thiện, xã Vĩnh Thành. Huyện Hồng Chân có 8 ấp gồm ấp Phú Tân, xã Ninh Quế, ấp Thống Nhất, ấp Chầm Cao, xã Ninh Thành Lợi A, ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, ấp Tà Kỳ, ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, ấp Ba Đình, xã Vĩnh Lộc A, ấp Ninh Chùa, ấp Tà Ben, xã Ninh Quế A. Huyện Vĩnh Lợi có 2 ấp gồm ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, ấp Bà Chăng, thị trấn Châu Hưng. Thành phố Bạc Liêu có 14 khóm gồm khóm 6, khóm 8, khóm 9, phường 1, khóm 1, phường 2, khóm 1, khóm 2, khóm 3, khóm 5, phường 5, khóm 6, phường 7, khóm 1, khóm Trà Kha, khóm Cầu Sập, phường 8, khóm Kinh Tế, khóm Chầm Xoài, phường Nhà Mát. Các ấp vừa được phê duyệt theo quyết định 497 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban dân tộc sẽ được thụ hưởng các chế độ chính sách theo quy định tại nghị quyết số 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.